không biết làm không. Phải dính vô, nó phải đưa ra đây nó mới có độ vững nha. Sau khi làm xong vậy, thao tác cuối cùng là bỏ đồ ăn vô trước ha. Xong thao tác cuối cùng sẽ là bắt vô lại cái lọ cho nó kêu một cái cạch, thế là xong. Sau khi đẩy cái lò rồi, bắt đầu mình sẽ chỉnh nhiệt độ. Thì ở trên nắp này nó có hướng dẫn, nó có hướng dẫn hết rồi. Nướng gà thì từ 17 đến 24 phút cho 350 độ F. Thì mình sẽ chỉnh cái dòng này trên đây là nhiệt độ F đó. Nhưng mà 17 đến 24 phút thì mình sẽ chỉnh cái dòng thời gian ở dưới này. Bốn cái đùi. Ba trăm năm mươi. 15 phút đầu tiên. Thank you.
chia sẻ. Cái nồi chiên của mình đâu rồi? À, mình mua hai cái nồi chiên đây nè.